Lấy mặt gà này à. Chào cả nhà nha. À. Chào cả nhà. À, bữa nay ông gà này gà đá mới chia lại của người ta. Ba kiếp mấy. Đó. À, giờ là nấu cháo cói. Đó, à, nấu cói mình gồm có nấm dơm. Còn này gì à? Cô má. Cô má. Dạ. Tỏi, đậu xanh, tương hộ, sa tế, rau, nước cốt dừa, dừa xả mấy cái đó làm đồ chấm, chấm, nguyên liệu là như đây, rồi ok, ngon lành. Này mình giải quyết gà đá ba khí mấy thì mới chia của một bạn lại nha cả nhà. Nói cháu coi cho cả nhà xem dùng cho mình nha. Thôi quá sáng gà mới gầm rồi nha cả nhà, mới gầm xong gỡ lên cái coi. Nhà thấy giống rồi, giống như là chó giả cày không? Quá ngon rồi. Gà ba khí lưu bảy phải không? Ba khí lưu gỡ hả? Quá trời. Nay chắc ba bốn thằng mình chết với gà này quá. Ba khí lưu gỡ ba thằng ăn. Mình có ký lô vậy anh em ơi. Quý lô rồi 2 kg nấm dơm rồi, rồi giá hẹ gì ơi người mỏi gì rồi đồng minh của mình chạy xuống nè đập tay còn ha này cả nhà theo hộ ủng hộ mình nha. Rồi bữa nay bạn tôi cũng nấu mồi mồi bén ăn bữa ra gà nấu cháo cói rồi giải quyết nó đi bọn ướp. Ướp gì? Tới. Hay gầu ướp sa tế hả? Nấu gì anh hay gầu? Dạ cày. Ủa quên. Tao chú coi. Chào coi. Trời anh hủ cho tới luôn. Chào bà chú gỡ. Một hủ sa tế. Chào. Chào đợi nhiêu? Tì. Ăn này đồ mới gây chắc cộng đồng mạng chữ ba thằng ăn quen gà. Bà kia mấy gà. Cả mình em ơi, tại kiếm nhậu không có. Thầy có ăn giờ kiếm nhậu không có. Chào nha nha. Đây là chén nước chấm. Một tô nước chấm chứ không quan chén nữa. Nước cốt dừa. Đậu xanh lột vỏ. Vậy hết không chào luôn. Bỏ nước hả? Lấy cái không hả? Cái không à. Một muỗng chào. Rồi nếm gì nữa? Đường ngọt. Đường ngọt nữa. Tùy theo số lượng người nêm. Nấu cơm không? Nấu được cơm không? Làm gì ăn này nấu cơm? Chứ có nấu cơm gì? Ừ. Ăn cơm mà. Cơm là phải gà này là phải kho nước dừa. Nói cơm chặt cục với kho nước dừa. Chào gà. Bắt đầu vô mình thử. Thử hành xào, thử tỏi xào. Vô. Cái nồi vừa cái này mình không xài hủ tiêu hương nha, hủ tiêu hương thì mình xài tương hột với sa tế với hủ tiêu hương chào xài hủ tiêu hương cái này sa tế cay nha. Trời ơi trời hàng chi sao nó gà số ít dữ hả à? Gà ba cái mấy mà nó vừa hết nửa ký rồi. Đâu có đây trời. Trong đau cái này nhất là cảm mình không quá. Đau hả? Cái này nước thôi. Nhức răng cái này chắc nước nhất, không. Nhức răng lại cho nước từ lại cháo nước. Quên em mình thuốc ăn nước chắc.
thì bắt đầu vô thử hay gì. Để vô nghe xéo 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 xéo. Thử tối vàng rồi bắt đầu thả gà vô thử. Chơi cái hồ luôn nha. Đây cái gì cũng bự ra gà rồi cái lấy thau cũng bự rồi nồi cũng bự luôn. Biết ngon lành. Rồi vậy thơm không mà hả mẹ ơi. Thôi vậy thơm rồi. Đứng nóng rồi báo rồi. Bóc mùi lên nè. Đó, rồi là mình đổ chút xíu đó là bắt đầu xăng nó bắt đầu mình đổ gạo đổ đậu vô luôn. Nó không chán nước nè hả? Bỏ vậy. Chán luôn trời. Chán lấy cái tơ tôi nước không được. Chán mà cái gì? Nhiều lý. Rồi mình đổ vô đây. Chán nước nè mà nước. Thơm à. Rồi xăng rồi tới làm gì? Rồi giờ đổ đậu với gạo vô. À, đậu với gạo vô nấu. À, nấu cho một sau đó cái gà nó mềm mà đậu với cái này nó dơ được. Mà gà này lâu nhiều lắm, gà này gà già. Đá mà. Đổ nước có thêm không? Đổ chứ. Khi nào chín cái mình phải đổ nước dơm vô. Đó, còn là nghe cả nhà. Rồi. Mọi mà ăn xong lụm. Đó, rồi cho coi xong rồi nha. Nên việc múc dài chảo này mình không có để nước dơm trước nha, nước dơm rồi để lưu vô đó đó. Gì lo nè, thấy không? Thị trường mà 3 cái đô mấy nói cho em không có giống đâu. Chú nó sao là gì đó. Rồi, cái trứng nó bự hơn giá tôi đó. Rồi, này chết ngồi rồi, múc nước ra ra Long ơi. Không lỏng mới được. Vậy nó còn cũng đặt nữa đó. Hôm bữa nấu bữa không có chao mà nấu tương hồng với sao tới với ngũ vị hương bữa ăn ngon hết biết rồi. Mình muốn nước đi. Tính múc một nạc cho tao tập hả? Đó, mấy cái giá này luôn. Rồi, lên lên, bắt bếp ra lên. Gà đá luôn hả chị? Gà đá thiệt. Ba cái gửi mấy á. Thắng hả, đá thắng hả? Gì? Gãy cánh. Thôi mới mua của người ta thì chia của người ta lại ông ơi. Rồi ngồi xuống rồi. Chào cả nhà các ơi. Mang mới vô. Chào cả nhà. Rồi bắt đầu rồi mang xong bây giờ mấy anh em chương mấy ly bia cả nhà bữa nay lãi mà.
lấy mấy anh em đồ la gom lại xương xương chơi, còn băng đồ la cũng nhiều. Cái đích của nó là lớn đó. Nhiều lắm. Nhiều lắm mà ngặt nó có cái nó đi lễ chơi chơi rồi. Còn có mấy thằng này ở nhà xương xương không có đi chơi. Anh có xào gọt phải không? Không luôn, nó sống luôn. Rồi, để cái giá ngoài đằng múc. Rồi. Rồi rót bia đi mà cả nhà coi anh báo cái đó gà ăn được rồi đó. Rồi mời cả nhà dùng với mình ly bia luôn. Rồi mời cả nhà luôn làm cục thịt cháu, cục thịt gà cháu có rồi. Hả? Ừ, mời cả nhà dùng ly miếng thôi. Quên cũng ngại rồi. Đâu có nhỏ được. Nhà nghe mở nhà nghe. Quá luôn. Ừ. Má mày ngồi xây qua đụng đó chú ơi, báo. Ừ. Mời nhà vô với anh em mình nha. Quá trời, mập mé rồi. Ăn quá khó rồi. Đây ngồi đây. Nó kêu ăn nãy giờ đó, nó nói sao gì sao tao ra tao ăn nổi, không có tao không có văn nữa gì sao tao ra tao ăn được. Cái gió này nó tiền cục của ta. Sao có bên này trời báo. Gió vậy. Gió đó. Coi này gió qua vậy. Quá vậy quên, chẳng có gió luôn, cũng này có gì che. Chết ngọt luôn. Đó, nghe hơi ngọt hay hả? Đừng có che. Nó mắc cự nè. Mày qua đó rồi tao. Không, 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 không. Không, nghe đây hơi lạnh luôn á. Nghe chậm vậy đây, chứ ngửi cặp. Thôi, em kéo quạt ngay chỗ một lên nè. Rồi, nha rồi cái rồi cái gì không? Cái bạc cái hơi này quay gì chưa? Rồi. Rồi. Đi bán không? Không có bán. Nhà mới bán bữa rồi. Kìa. Muốn vô bán đi mà cho vô nhờ cửa sáng. Bữa bỏ nó bán. Qua trình báo không? Không cần này đi bán. Giờ mưa cho nó thấp tới vậy. Cái thùng đó. Một, hai, ba, vô. Thì mà không có gì hết trơn. Vô với bình ly bia nha. Anh em trong cộng đồng mạng gần ở đây chạy ra lẹ chứ tôi cầm ra chơi luôn á. Không rồi đó. Đá đi. Để tao nè. Rồi, để bồi được. Dạ, mày nhà vô với mấy anh em mình cái đùi gà nó có cối. Rút mẹ trọng đi. Có muốn cái cánh gọi anh để cho nó mềm mềm đi. Mà mềm lắm ngon, cái này mềm lắm ngon. Mà cái gà đã nấu đường nào mình nói. Nó già đó. Dạ. Con gà này nha. Nó cũng năm mấy rồi. Biết làm gì ngon nữa không? Dạ.
sống gì chặt bự hơn một ngày đó làm được đồ mừng gà chắc có 7 tấm cục đây là nói chưa hết chặt bự hơn nữa rồi nó làm gì vậy có gì đâu có gì ăn cơm thôi là trời nó chặt gì đây cục cho má không nó có gì ăn cơm Ô tính là kêu nấu từng hộp luôn mà mẹ nó có nhiêu mình bán thì định có vợ con rồi thì có nhiêu mình đưa vợ mình đi cũng thông cảm đúng rồi bán hai chị mấy mình đưa nó 5-5 ngàn tử rồi đó. Bán 28 đó rồi nó bán 2.5 lấy được 300. Bữa nào bán 2.9 là đưa cho 3 triệu. Đủ bù luôn. Mình không gặp. Sáng ngồi dưới đa bụng cái gì hay tính gì có ngồi có máy
Có làm một đủ cái cụ miên đi đi hơi đi đại đấy nghe, tính đi đại bán kiểu như bán cái nên nói gì đó đại bán mà ta lên cái đại ờ cụ mua đĩ mấy ngày cụ đó mà nó bắt cái bộ đồ luôn bắt không kịp cẩn sợ cái là không ăn rõ cái căng lắm bắt đụng luôn nó bắt luôn cái đây có mình thấy nhẹ mình đi đường đỏ vô nó đòi em vô nó bằng với trời thành phố ở đây tao cứ xong cái vậy tao mua cái tao mua xài qua rồi thôi mở chứ bán cái ví dụ bán một chợ đó thì tao mua rồi ngưng rồi còn đi lâu lâu đi đổi chợ bán nó xuống đúng rồi làm gì anh nói là luôn luôn tôi không mua rồi bán lâu đổi chợ đâu bán đổi chợ đây nó xài không biết rồi thì tao xài nữa tháng đúng rồi có bể đợi anh ha chạy vô trong số cầu số 7 số 8 ha bán đủ điểm luôn đó ha đây là cái là năm trường mình đi vô số về đó sao làm luôn hay vậy là chị phải lâu Dũng từng đi chợ xa nhà đủ điểm về nấu này mới nấu về ăn bún bún này ngủ chứ không ngủ lâu làm đi hoài đại cái đá nhỏ đã đó là đá gì đâu xài gió mắt luôn xài gió chỗ nghỉ sáng là gió mắt luôn biết rồi, không biết trong trời. Là đặt vô chính giấy nè. Trời ơi, chẳng hạn như đứng gươm gì đó. Tại tượng cho nè, cùng em. Rồi, đồ cứng, tượng để đường đá lên trời. Giá đâu nè. Trời ơi, anh. Ăn lấy đi. Dạ, ăn đừng để lại hả? Nào cứ để lại, chịu quá ăn cô này vui. Chứ ăn nhà mẹ nhất nhất trong trời. Nhà không có được. Nhà không lấy bà nhất hả? Nó hai bên không hả gì? Bên đây nhéo đổi bên đây dớt hết cây rồi vậy. Tôi nè, mỗi lần ăn làm xí ăn dớt rồi, cũng hút mẹ rồi. Mỗi lần tôi ăn xí ăn không dớt, không phải chịu thôi. Nè, không dễ mà ăn, mà dạy chúng nó đổi chăng. Nhưng khó chịu. Ăn nó đổi, chúng nó ra cái bộ nó đổi, nó thốn. Thốn cái khó. Sao mày có dục thương dữ à? Đâu là coi sữa non á. Rồi, dục rồi. Sữa non nó là hết à. Nó ăn, nó không... Lấy sữa non, chét vô hết, mày hỏi gì vậy? Tôi chỉ bán bệnh cho nó. Tôi khó kiếm rồi. Cái gì như của nhà mới hết chứ của người ta đâu hết. Khó kiếm. Bây giờ tôi mới 40 rồi, không có số non nữa. Bây giờ tôi nghĩ thầy chỗ non rồi ông ơi. Tôi giảm rồi. Mày tiểu hả? Rồi vô. Vô có nhà ơi. Sớm giờ nhậu mấy anh em người cũng 4-5 lon gì à nha. Mẹ cả nhà nghỉ đi con gà nó mà nghe được 3 cái thịt mà có 4 anh em ăn nó không chắc không hết nữa. Bữa nay lỗi mà. Ấy mình nấu quán giờ đi mình chơi bữa đi. Ăn cỡ nào cũng hết. Vô. Mở nhà nha. Mở nhà. Quá. Đi lắm mồi luôn anh nghe nào á, đi là ăn dở rồi. Thấy này phải chở anh hí theo cho anh cạp được cái con mà chở hí theo rồi anh làm cái ngoài ngặt cái hí đi sao chở anh được con tại hả thấy lắm thấy rồi lắm thấy lắm rồi cạp hí thế được vô coi mình cái tiệm này đủ mà trong lớn lên coi đủ mà để đủ xíu à nhát chứ đĩ mẹ đủ ta gan tép mà ông ơi tim chuột ai đụng tới mất tim tiêu mặt chuột chứ ai đụng tới mất rồi cặp ơi Việt buổi sáng không ăn uống gì hút thuốc hoài mày sáng mình để nó chịu ăn rồi giờ đây hút thuốc ngủ
rồi sáng rồi nó không ăn rồi nó đi ép hay gì. Gì đâu mà mình đâu có giúp cả nhà đâu, có nhiều hút hết cho hoài trăm. Rồi vậy thì mốt cái chuyện hao làm dài nhỏ lên chút mua chỉ vừa hết luôn, cái kiểu này bự quá cũng hơi bính. Trời. Qua ha. Không hút ra như gà này thì không đốt con rồi. Nhiều quá cũng không đi chứ bộ, nấu đủ con vừa nữa. Thôi bây giờ mình cũng sắp sửa tôi cũng tạm nghỉ thôi, mời mà cả nhà Ly đó mình nghỉ thôi. Mời cả nhà Ly đó mình tạm biệt cả nhà đi, hẹn lại bữa khác đi. Thôi Ly nè, cũng tạm biệt cả nhà nha. Mời cả nhà ra Ly. Vô. Dạ đây. Hai ba, vô. Hello. Xin chào cả nhà. Rồi, tạm biệt cả nhà. YouTube anh em tôi phát xa xa xa. Mấy anh em làm nhiêu đó được rồi. Không có thùng bia mà uống có nửa thùng nghỉ nữa nhờ. Dân này cái này không biết uống rồi. Cái này là con gái nhậu mạnh như đất luôn á. Mình đỡ đặt chai vậy. Đỡ đặt chai vô uống vậy. Lúc trước uống mạnh người nào nấy uống mà bia hay vụ gì đem lại không kịp, bây giờ không. Nào nấy gặp vụ gặp bia giờ nó ngồi không à đó. Mấy thằng mà có mấy lon bia lòng quậy ngồi nguyên với hoài luôn. Nếu ăn mà gà ăn ăn không hết nữa, còn một chảo nữa. Cái này đi ông anh ông gan ông nhất rồi, ông ăn đâu sáng rồi. Cái nồi từ hồi sớm tới giờ mà gặp nhiêu đó thì cũng giỏi rồi. Ăn nghĩ đi con gà ba ký mấy mà bốn thằng ăn còn có nhiêu đó mà nói ăn gì đó. Ăn mạnh lắm rồi. Rồi. Tạm biệt cả nhà nha, hẹn lại bữa khác nha.